nhận cả hai con free chia chu sau đó làm cái epic quest này đợt này nó sẽ chia làm hai phần nửa đầu nó sẽ có icarus cersei và mercury làm xong cả ba đứa lên full xong sang tháng sau anh em sẽ có những làm nhà nửa còn lại epic quest với những nhân vật còn lại thì tối nay mình sẽ nghiên cứu và phân tích sau và có thể nó sẽ ra patch note nhưng mà đó đầu tiên là đừng có động vào cersei icarus hiện tại và cứ đợi đi nhá